Và trên tay Vân đang là kết quả của top 40 chung cuộc. Trong tập tiếp theo, chặng hành trình của Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đã đi đến những thử thách cuối cùng. Chào mừng tất cả các thí sinh xuất sắc nhất của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 đến với thử thách cuối cùng với tên gọi là Be a Vina Woman. Và những thách thức nào đang chờ họ ở phía trước? Ngoài trời nắng, đập cái trứng ra còn chín được luôn tại chỗ. Làm cho giám khảo phải hét lên coi. Cắt, 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 cắt. Ok. Bây giờ cái này là sẽ là sụt quay cuối cùng nha các bạn. U mê, quá là u mê. Đúng rồi. Nhảy tại chỗ thôi. Ai sẽ ghi tên mình vào top 40 chiến binh xuất sắc nhất cho hai đêm thi quan trọng, bán kết và chung kết? Và ai sẽ phải nói lời chia tay với hành trình của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022? Đón xem tập cuối được phát sóng vào lúc 20:15 thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2022 trên kênh VTV9.